Xin kính chào quý bạn và các vị. Hiện nay mình đang có ở đây chiếc Asus Zenfone 2. Vâng, đây là một trong những chiếc máy đầu tiên được đưa về Hà Nội, mình mượn tại cửa hàng Mobile City. Nếu anh em muốn có cơ hội sở hữu một chiếc máy này thì có thể đến cửa hàng Mobile City xách ngay một con về. À chết, nhớ thanh toán không lại bị nó đuổi đánh. Chiếc Zenfone 2 năm nay thì thiết kế nó thay đổi khá nhiều so với Zenfone thế hệ đầu. Nó béo hơn và nó lùn hơn chứ không dài như năm ngoái. Như các bạn đã biết, Asus Zenfone 2 họ đang cố gắng làm mỏng cái viền của nó, nhưng thay vì làm mỏng viền hai bên giống như LG họ làm thì Asus chỉ làm mỏng phía trên và dưới, nên trông Zenfone 2 nó khá là lùn. Logo của Asus đặt sát liền với lại cái loa thoại luôn. Phía dưới ba phím điều hướng gồm back, home và phím đa nhiệm. Ba phím này thì vẫn được Asus để bên ngoài màn hình chứ không đặt bên trong, thế nên không gian màn hình lớn của nó vẫn sẽ được tận dụng một cách triệt để luôn. Một trong những cái điểm mình thích trong thiết kế của Asus đó là cái viền ở bên dưới giả kim loại sức phay. Cái này đã tạo nên thương hiệu của Asus từ khi họ làm laptop và trên Zenfone 2 vẫn được giữ nguyên. Cái mà mình không thích đó là cái phím nguồn này này. Zenfone 2 người ta đặt phím nguồn ở trên cao mặc dù máy là khá lớn, thao tác bằng một tay rất là khó khăn. Nhưng các bạn đừng xoắn, tại vì Zenfone 2 có tính năng double tap, chỉ cần chạm nhẹ lên màn hình là người ta có thể đánh thức được nó luôn, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì cái cảm giác phím bấm thì đặc biệt với phím nguồn nó khá là nông, chiều sâu của phím chưa tốt, bấm chưa thực sự thoải mái. Đây là jack cắm tai nghe 3.5mm chúng ta cũng như là mic thoại thứ hai. Bên cạnh trái và cạnh phải sẽ không có bất kỳ một phím cứng nào, vì năm nay Asus họ đã đưa toàn bộ các cái dãy phím bao gồm là tăng giảm âm lượng ra mặt lưng. Đây là một ngôn ngữ thiết kế khá là giống với LG G3. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái phím của cái chiếc Zenfone 2 thì được làm mạ với hoa văn giả kim loại, đẹp hơn và rất sang trọng. Mọi người sẽ có camera 13MP, đèn flash LED 2 tông màu và phiên bản của mình đang là màu đỏ được làm xước phay. Mặt lưng này công nhận là rất giống với cách làm của LG họ đã hoàn thiện chiếc G3. Dưới là một giải loa khá là lớn của Zenfone. Tuy nhiên ta sẽ bóc lót lưng ra để xem là cái dưới giải loa này có thực sự là nó to đến như thế không. Thì các bạn thấy là sau khi bóc lót lưng ra rất là khó khăn, qua tay ba người mới bóc được. Thì chiếc Zenfone 2 chúng ta bên trong vẫn có hai khe SIM này, một khe chủ hỗ trợ 2G và một khe hỗ trợ lên đến mạng 4G. Đây là khe cắm để nhớ mở rộng và pin nó cũng được đóng chết chứ không thể thay thế được. Nếu các bạn quan tâm thì cấu hình của vi xử lý chiếc Asus Zenfone 2 là nó sử dụng chip Intel 64 bit. Cái phiên bản của chiếc Asus Zenfone 2 mình đang có trên tay là ZE551ML. Và các bạn lưu ý là Zenfone 2 có tất cả 4 phiên bản khác nhau. Nhớ đấy, 4 phiên bản, mỗi phiên bản lại có một cấu hình. Đây là chiếc máy có 2GB RAM và màn hình của nó là Full HD. Trong khi đấy chúng ta còn có những máy như là 4GB RAM này, rồi màn HD này, thông số cũng như là tốc độ xung nhịp lại khác nhau nữa. Các sản phẩm này chỉ khác nhau về cấu hình thôi, còn các tính năng là đầy đủ hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như là về camera, hiện nay là 13MP. Chúng ta có các chế độ chụp ảnh thủ công HDR, siêu độ phân giải, chế độ thiếu sáng, xóa thông minh, thời gian đã qua. Thì về cái thủ công lần trước mình đã có bài trên tay chia sẻ rồi. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có các lựa chọn như là khả năng lấy nét này, chúng ta chỉnh được các cái ISO hoặc là tốc độ màn trập này, chúng ta có thể chỉnh được EV, cân bằng trắng. Và đây có một cái chế độ gọi là siêu độ phân giải thì có lẽ là mình phải thử trong tương lai mới biết được cái này là nó là cái khỉ ho cò gáy gì. Hay là camera trước tự sướng, thử phát xem nào. Uầy, chúng ta có chế độ làm trắng da kéo từ dưới lên. Được rồi, đó, mọi người có thể làm mịn da này, làm mềm này, ui, ửng hồng này, làm vàng, làm mắt to, rất nhiều cái. Đây là các cái camera tự sướng của Asus Zenfone 2. Nó hiện nay đang chạy Android 5.0, các bạn thấy là giao diện được làm mới này. Từ cái trình đa nhiệm, chúng ta có thể quản lý được một số các dịch vụ hiện nay đang chạy nền. Hoặc là ở đây, có thể khóa tính năng pin, đây là tính năng mà có mặc định trên Android 5.0. Thay nhân báo trạng thái khi kéo xuống cũng là kéo hai nhát. Ôi dồi ôi, ông nào dùng trước để cái theme nhìn như gay này, toàn màu hồng. Và các bạn đã thấy là chúng ta có chế độ chuyển đổi tài khoản người dùng này, có thể là tài khoản khách hoặc là tài khoản của admin để chúng ta có thể quản lý dữ liệu khác nhau. Như vậy là đây là bài mở hộp, à quên, đây là bài trên tay thôi, còn mở hộp thực ra có ông kia bóc gì mất rồi. Chúng ta sẽ có một cái cục sạc cực kỳ nhanh. Asus Zenfone 2 năm nay sẽ được tích hợp công nghệ sạc nhanh, hôm nào mình sẽ thử cho các bạn. Có cáp kết nối micro USB, chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng đó, và nó cũng không có tai nghe. Đây là phiên bản sách tay mình mượn tại cửa hàng Mobile City. Mình hoàn thành xong cái video mở hộp và chia sẻ nhanh cho các bạn về chiếc Zenfone 2 này. Nói chung là đây là một chiếc smartphone có màn hình đẹp này. Hiệu năng thì chúng ta phải chờ đánh giá bằng những cái bài AnTuTu hoặc là thử speed test, cũng như là camera của nó thì nhiều tính năng hay và xuất sắc. Là một sản phẩm chắc chắn là sẽ tạo nên một cơn sốt trong năm 2015 này, khó ai mà có thể bỏ qua được. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên like, share với bạn bè. Và nếu muốn sử dụng một chiếc Zenfone 2 đừng quên truy cập vào website mobilecity.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Béo nhở, con này nhìn mập vãi, nhìn như mấy em thế đéo là chưa dùng mà thạo đấy.